quê tôi là một làng Cù Lao nằm giữa con sông Tiền, là nơi tuổi thơ tôi đã trôi qua êm đềm trong vòng tay ôm ấp chở che của gia đình, họ hàng, làng xóm, là nơi đất dưới chân mình được hình thành và bồi đắp bởi những hạt phù sa từ nghìn đời do dòng Cửu Long cần mẫn mang về. Quê hương tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tình yêu tuổi thơ. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông Hồng già. Sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy, vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu sâu. Sông vẫn như thuở ấy, có con đò ngang đón đưa người xa và từng đêm hát ru đôi bờ. Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đọng một tình. Năm tôi 14 tuổi, cuộc cách mạng tháng 8, rồi liền sau đó là Nam Bộ kháng chiến. Như con sông quê tôi mùa nước lũ đã cuốn tôi theo dòng người rời khỏi quê nhà. Hành trang tôi mang theo chỉ vỏn vẹn có cây đàn bắn rô lin với vốn liếng một số bài hát yêu nước và cách mạng mà tôi đã thuộc lòng trước và sau ngày khởi nghĩa của các nhạc sĩ Lưu Phước, Văn Cao, Hoàng Quý. Hành trang tôi mang theo còn là những ký ức tuổi thơ về một miền quê xanh tươi trù phú, bốn bề sông nước, một miền quê có phần mộ của tổ tiên ông bà, một miền quê có tiếng hát ru con của mẹ, có sự vất vả lo toan của cha, có những ngày tha thẩn bắt chim, những đêm trăng sáng nô đùa cùng bạn trẻ. Tôi không bao giờ ngờ được là lần xa quê ấy dài đến thế. Mãi đến 30 năm sau, tôi mới được trở lại quê nhà, trở về với dòng sông tuổi thơ. Tôi với anh Hoàng Hiệp là người đồng hương. Tôi ở bên này sông thì anh ở bên kia sông. Ngày lại cùng một cái tuổi Tân Mùi. Và đầu năm kháng chiến chống Pháp, năm 1946, tôi với anh lại cùng một đơn vị, tức là đoàn văn công của tỉnh Long Châu Sa. Lúc đó thì anh Hoàng Hiệp chơi cái mandolin, còn tôi thì trong bộ phận tuyên truyền. Đến mãi năm 1950 thì tôi lại gặp anh ở Long Châu Hà, trong cái chiến dịch Long Châu Hà. Thì lúc bấy giờ anh Hoàng Hiệp cũng vẫn làm với cây đàn mandolin. Rồi sau đó tập kết ra Bắc, anh đi học nhạc và tài năng của anh bắt đầu phát triển. Khi trở về Nam thì tôi anh cũng gặp nhau. Tôi nhớ có một chuyến đi về trở lại quê, về trường làng, trường huyện. Và sau khi đọc cái quyển sách Dòng sông thơ ấu của tôi thì anh Hoàng Hiệp có viết một ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ. Tôi rất sung sướng khi thấy trong cái quyển nhạc của anh đầy tặng là tặng nhà văn Nguyễn Quang Sáng và những người bạn có những dòng sông. Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông
tôi đã hát, còn sống cho tôi đầm một tình yêu nước non quê nhà. Sống cũng như người anh, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tôi ta mới thấy. Về đâu để mình tôi nhớ nhung bây giờ, để mình tôi nhớ nhung bây giờ. Cuối năm 1954, từ khu vực kháng chiến miền Tây Nam Bộ, tôi được tập kết ra Bắc. Hai năm đã trôi qua nhưng không có tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. Dòng Bến Hải vẫn lặng lờ trôi, cầu Hiền Lương vẫn sơn hai màu xanh đỏ, bằng chứng của sự chia cắt đất nước. Và nỗi đau này không của riêng ai, nhất là đối với những người miền Nam. Chính trong tâm trạng ngày Bắc đêm Nam ấy mà tôi sáng tác bài hát Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương. Bài hát Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương còn là sự khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp của tôi. Bình ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đường tình quê đôi. Đoàn thuyền nan buông khăng theo dấu xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò. Ngày đầu tiên tôi gặp Hoàng Hiệp, nó cũng có cái rất thú vị là lúc đó là những anh em ở miền Nam ra, ta gọi là tập kết ấy. Thì Hoàng Hiệp là một trong những người vào học ở một cái trường nhạc cũng bắt đầu chúng ta xây dựng mang tính cách chính quy của nhà nước, lúc đó gọi là trường âm nhạc Việt Nam.
Thì lúc đó tôi nhớ rằng là mới là vào cái khoảng năm thứ nhất, và lúc đó tôi đang lên lớp về khúc thức và đang nói về cái thể hai đoạn trong ca khúc. Thì có cái bài tôi thấy mới đầu rất ngạc nhiên là Câu Hò Trên Bến Hiền Lương. Thì bài đó, một trong những bài tôi cho là những bài đạt nhất trong cái trả bài của cái thể hai đoạn. Và quả nhiên như chúng ta đã biết, về sau Câu Hò Trên Bến Hiền Lương đã được xem như là bản sáng tác đầu tay mà vẫn còn đọng lại trong lòng những người nghe ngày hôm nay. Ôi câu hò chiều nay ra đứng trong mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thiền an. Tất cả những cái tâm trạng ấy nó chút vào những cái nốt yêu thương, những cái sự trăn trở ấy của một người nhạc sĩ mà khi phải xa quê hương. Trong các tâm sự về tác phẩm, tôi chưa nói với ai cả. Chính là tôi viết được cái bài Vì Miền Nam mà lúc đó Quý Dương hát, là bởi vì tôi cũng nắm được cái chỗ này, tức là một số phận. Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng từng ai. Nơi miền quê xa vắng, anh có nghe đâu chẳng lòng em. Tình này ta xây nắm, nên thủy chung không bao giờ phai. Cuộc đời tôi thật lắm việc không ngờ. Xa quê, những tưởng lâu lắm là dài ba năm, thế mà những 30 năm chẳng. Ngày đi kháng chiến, thậm chí sau Hiệp nghị Geneva, dù trong mơ tôi vẫn không nghĩ rằng có ngày sẽ được ra thăm Hà Nội, thủ đô của đất nước, mảnh đất nghìn năm văn hiến. Thế mà việc ấy đã thành sự thật, và không chỉ là ra thăm mà còn trở thành người Hà Nội những 20 năm. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè. Và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi tháp rùa nghiêng soi bóng thành phố Thăng Long. Hồ nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng. Hà Nội ơi, nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình. Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngòi tàn gạch nát. Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình tràn niềm tin. Anh Hoàng Hiệp là một cái người tôi rất quý, là tại vì đã viết rất nhiều cái bài thành công và có tình. Trong những cái nhạc sĩ mà phổ thơ thì có lẽ là anh Hoàng Hiệp là được đứng vào cái loại số 1 trong số nhạc sĩ của chúng tôi. Anh đã dùng không biết bao nhiêu thơ, và các cái bài thơ của các thi sĩ được anh chắp cánh để có thể bay lên cao. Và cái điều ấy là một cái điều làm cho tất cả các nhà thơ đều quý anh Hoàng Hiệp. Nhạc sĩ Văn Cao có nói một điều là nhạc sĩ Hoàng Hiệp là một trong rất ít người ở Việt Nam mà phổ thơ hay. Thì điều đó
tôi cảm nhận qua những bài hát như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, và sau này một loạt khi làm việc chung với anh Hoàng Hiệp, thì tôi thấy rõ điều đó rất đúng. Đặc trưng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đó, chính là chỗ anh có một cái nét riêng. Một cái nét ấy nó bắt rễ từ cái nguồn dân ca Nam Bộ của anh, nhưng đồng thời nó lại là cái sáng tạo của riêng anh. Tôi thật không biết nói thế nào để tỏ lòng biết ơn Hà Nội. Bởi quãng đời tôi sống ở mảnh đất rồng bay này là thời gian tôi được ăn học để trở thành một nhạc sĩ sáng tác như ngày nay. Tôi gặp người yêu và lập gia đình là một thiếu nữ Hà Nội. Hai con tôi giờ đã trưởng thành cũng sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội cũng là nơi hun đúc cho mỗi con người Việt Nam hồn núi sông ngàn năm. Sĩ phải luôn luôn biết ơn người sáng tác, vì có tác phẩm thì mình mới đứng được, mà có tác phẩm thì mình mới dựa trên tác phẩm đó mình sáng tạo để mình tạo cho mình một chỗ đứng. Thì bài Cô Gái Vất Châu, tinh thần của bài hát đó rất đẹp, và tôi đã mang bài hát đấy đi festival ở các nước như là ở Bulgaria và ở Berlin. Tôi hát bài hát đó được huy chương vàng. Mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi lại được trở về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành phố này cách đây vừa tròn 30 năm là nơi tôi cùng một số học sinh trung học sau ngày Nhật đảo chính Pháp rủ nhau bỏ học về quê để xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu và làm nhiệm vụ của ta trai nước Nam ngày nay nào quên tổ quốc, như lời các bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Trở về Sài Gòn, ngay từ giờ phút đầu tiên, tôi đã bồi hồi xúc động khi ngắm nhìn những hàng me đang mùa trổ lộc. Nó làm cho tôi sống lại những ký ức thời học sinh của hơn 30 năm trước. Đến hôm nay, nhìn lại đời mình, tôi mới thấy mình thật sự có ba quê hương. Đó là Cù Lao Diên, Chợ Mới An Giang, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ba quê hương để từ đó ta được sinh ra, được nuôi dạy thành người. Hạnh phúc ấy lớn lao, quả thật không gì bằng. Trong tôi bao điều thành phố.
trăm năm buông về dâu. Sài Gòn của tôi cây xanh bóng mát, Sài Gòn của tôi âm vang tiếng hát. Đã qua nhiều cây đắng ngon mùi trẻ chờ mãi mãi thắm tươi thêm tươi.